nay trận đấu diễn ra giữa anh Hồng với Ba. Bên đây anh Mạnh và anh Nghĩa. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Thì nội dung cái trận đấu này là một con gà hầm xả tại quán 32 đường Trần Thanh Mại nha anh em. Anh em nhớ vô đăng ký kênh giùm mình nha, để coi trận đấu này rất là hấp dẫn. Có con nha anh em. Cái này là ăn thịt sóc chứ không phải ăn thịt gà. Vô là sóc rồi. Anh Mạnh đã lập dù. Nhưng mà không sao nha. Hay quá. Để theo dõi trận đấu này ở bên ngoài gồm 40.000 khán giả đang đứng rồi. Dân số chuẩn bị chạy vô xem đó nha anh em. Anh Nghĩa cắt không thành công. Đâu luôn hả? Tỷ số 2-0 nghiêng về anh Hồng và anh bé Ba. Có khả năng là hai con đó nha. Hai con không gậu hết đổi đi trời. Mới đủ chứ mày nói gì Minh. Tôi qua đây tôi quay những gương mặt này cho nó sắc chán chút. Lắm rồi. Hiện cú cắt lưới của anh Nghĩa không thành công. Ở vô bóng cho anh Mạnh, anh Nghĩa. Không, ba. Từ từ nè, từ từ Thanh Mạnh ơi. Thank you.
cú đập bóng trên lưới rất là thành công của anh Mạnh. Kéo mà. Cú cá lóc tán bên nhà. À, lỏng đi anh Nghĩa, ra hết chiêu đi. Hay quá. Cú chọc dây của anh Nghĩa rất là tuyệt vời. Anh với ba anh đánh banh mà giống như anh Thái Diều, anh dơ vậy đó. Anh quơ lên. Đâu? Rồi, chống con, 1-4. Vậy là còn có một cái mề với miếng quyết à, vô mấy hai cái à. Đợi lên con Nghĩa. Rồi có tiếng nói dắt dày dắt sâu của ông anh rồi. Mười điều giao banh vàng. Ai ơi vàng bé bay. Rồi đổi giao bóng 4-2 cũng vẫn nghiêng về anh Hồng và anh bé ba, nhưng trận đấu có phần thay đổi một chút. Bây giờ anh Mạnh với anh Nghĩa đã lấy lại phong độ. Vô bóng 2-5, trận đấu cũng đang nghiêng về anh Hồng giành bé ba. Anh Mạnh bắt đầu vô bóng. Trận đấu đã diễn ra 15 phút 38 giây, tổng tài là 2-5.
Hay quá. Trời ơi, lên rồi còn quýnh khó nữa. Hai năm 30 điều. Xém một chút nữa là banh lăn qua rồi. Không biết chú banh nó lăn qua, cái banh nó lăn qua Nghĩa say sở giàu biết nữa nha. Lộn giật luôn, ghê quá. Sau một trận đấu diễn ra là 20 phút, có người bò trên sân rồi. Anh em bắt tay cái đi. Thì 20 phút ròng rã chiến đấu, bây giờ anh Hồng với anh Đế Bà đã bắt được con gà rồi. À, chúc mừng hai anh. Cảm ơn vô tay. Cảm ơn anh em đã theo dõi trận đấu. Hấp dẫn quá.